Vâng, xin được kính chào toàn thể các quý vị và các bạn quay trở lại với kênh của Vượng Vlog. Xin được kính chúc cho toàn thể cô chú anh chị, quý vị và các bạn trong và ngoài nước luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc và được bình an trong cuộc sống. Chắc hẳn mọi người cũng đang rất ngóng chờ những thông tin liên quan tới vụ việc của cô Loan. Thưa quý vị, như mình đã thông báo với tất cả mọi người, ở trong ngày 20 tháng 6 thì là sẽ diễn ra một phiên tòa để mà xem xét lại cái vụ việc của gia đình của bác Loan. Thưa quý vị, thì như mình đã thông báo trong ngày hôm qua cũng đã diễn ra một cái phiên tòa và chắc hẳn ai cũng rất là mong chờ. Thì mọi chuyện cũng đã đang dần tiến tới những cái việc mà chúng ta cảm thấy hạnh phúc, cảm thấy hạ lòng cũng như hạ dạ thương cho cô Loan. Tất cả mọi người trên cộng đồng mạng hiện tại thì ai cũng đang rất là mong muốn pháp luật sẽ lấy lại công bằng cho cô Loan. Thế thì trong câu chuyện ngày hôm qua, hôm kia mình đã đăng tải rất nhiều những thông tin liên quan tới việc mà gia đình của cô Loan đó mọi người. Cái buổi phiên tòa xét xử ngày hôm qua thì cũng đã thẩm định và tất cả những cái mảnh đất liên quan tới cô Loan cũng như là liên quan tới gia đình của chị Lịch. Thì hiện tại kể cả cái anh mà đến mua cái mảnh đất của gia đình chị Lịch với cái số tiền 300 triệu. Thưa quý vị, thì sau đó chị Lịch mua một cái mảnh đất ở trong cái đường khu vực nó gọi là cái ngõ ấy, thì mua với cái mảnh đất là 1 tỷ. Mua cái mảnh đất 1 tỷ. Thì sau cái buổi họp ngày hôm qua, tức là cái buổi phiên tòa người ta xét xử ngày hôm qua, thì cũng đã đầy đủ cô Loan này, rồi các con, rồi cũng như là chị Lịch, rồi bà Lan, rồi phía mua đất. Thế thì cho đến hôm nay, những thông tin như thế nào thì mình cũng xin được kể với các quý vị. Và chắc hẳn là quý vị cũng rất là vui. Sau khi mà bên tòa án người ta về, người ta thẩm định cái đất của gia đình của cô Loan, với lại tất cả những cái câu chuyện người ta thu thập, những cái thông tin, và tất cả những thông tin chính thức mà cái thông tin thực sự thì người ta cũng đã thu thập lại những cái tin tức bằng chứng. Sau đó thì đến ngày 20 tháng 6 tức là ngày hôm qua cũng đã diễn ra được một phiên tòa mà cho tất cả chúng ta thấy là rất là vui. Tòa án người ta đã tức là thu hồi lại hết những cái gì mà liên quan, tức là thu hồi để mà sắp xếp lại từ đầu mọi người, chứ không phải là tòa án người ta thu nhé. Tức là tòa án người ta cho rằng là phải sắp xếp lại hết để mà bắt đầu, nhưng mà vẫn phải có một phiên tòa nữa, bởi vì tòa án người ta yêu cầu chị Lịch phải bán cái mảnh đất mua 1 tỷ cái đi và trả lại tiền cho cái anh Quyền, mà cái anh mà đến mua cái đất đó mọi người, trả lại cho anh 300 triệu. Thì rất là may cho anh Quyền là cái số tiền đó không bị làm sao đâu mọi người. Thì bây giờ bên tòa án người ta sắp xếp lại hết từ đầu, người ta hủy hết tất cả những cái từ trước, những cái sang tên hay là gì đó. Thì tới đây thì mọi người sẽ còn chứng kiến nhiều cái chuyện hay lắm mọi người. Mình sẽ đọc cho quý vị nghe những cái thông tin đó mọi người nhé. Nghe những cái thông tin về những cái giấy tờ nó có liên quan đó quý vị. Đây, mình sẽ đọc cho quý vị cùng nghe nhé. Nội dung phiên họp hôm qua này: kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận công khai chứng cứ. B, nội dung các vấn đề cần hòa giải bao gồm: hòa giải việc đòi lại quyền sử dụng đất, yêu cầu hợp đồng tặng cho, hợp đồng ủy quyền nhượng quyền sử dụng đất, hủy hợp đồng ủy quyền, hủy hợp đồng ủy quyền đó, tức là mọi người hủy hết nha mọi người. Ba là nếu người được thông báo không có mặt đúng thời gian địa điểm ghi trong nội dung thông báo này để tham gia phiên tiếp cận công khai chứng cứ hòa giải, tòa án sẽ tiếp tục giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự đó, mọi người nghe kỹ nhá. Thì tại sao mà tức là bà Loan bà ấy sang tên cho cháu nội của bà ấy, thì cái đó nói chung là đúng, không vấn đề gì. Nhưng mà tại sao
Tại sao lại cháu nội bây giờ để lại sang cái tên đất đó? Đầu tiên là sang cho chị Lịch. Sang cho chị Lịch thì cái vấn đề ở đây là sang tên mà không có nhà là không được, với mọi người không có nhà là không được, cho nên là nó rất là khúc mắc nhiều thứ. Sau đó đã làm được giấy tờ là sang tên, đứng tên của chị Lịch, sau đó chị Lịch để chuyển sang cho mẹ đẻ đó. Cái vấn đề đó thì bây giờ là tòa án người ta bác hết những cái đó đó, người ta bác hết những cái vấn đề đó, người ta hủy hết cái vấn đề đó để người ta sắp xếp lại từ đầu. Và cái đất của bà Loan đương nhiên phải trả lại cho bà Loan, vì cái đất này là đất mồ hôi xương máu của vợ chồng của bà Loan đã làm nên. Thế thì đến bây giờ mọi người đã hiểu là đương nhiên đó, đương nhiên là bà Loan phải được cầm lại cái mảnh đất đó. Quý vị thấy không? Đương nhiên bà Loan phải cầm lại mảnh đất đó. Thế thì phải có một cái phiên tòa nữa. Đấy. Tức là bây giờ họ trong cái buổi ngày hôm qua là họ phân định đã đầy đủ, đã tất cả mọi thứ đưa về một cái vị trí ban đầu. Đó, đưa về một cái vị trí ban đầu. Thì đến hôm nay rất rất là vui. Rất vui. Khi mà bà Loan cũng đã được đó, bà Loan cũng đã được thỏa mãn về cái vấn đề là bây giờ hiện tại là cái đất, rồi khi mà bà sang tên cho cháu nội thì cái đất đó đã trở về vị trí cũ mọi người nhé, đã trở về vị trí cũ và sẽ phải có một lần nữa để bên tòa án người ta sẽ tiếp tục điều tra, sau đó là họ quyết định lại một cái nữa là xong, nhưng mà 100% là bà Loan sẽ lấy lại được mảnh đất này. Đây là một cái tin mà mình cũng rất muốn cập nhật đến quý vị. Sau đó thì khi mà trước khi diễn ra cái phiên tòa đó thì cái anh luật sư của bên phía chị Lịch đấy mọi người còn định có những cái gồm có cả những cái người để có ý đồ để tác động vật lý bên gia đình, bên luật sư của gia đình của bà Loan đó mọi người, không đơn giản đâu. Cho nên là tất cả mọi người chúng ta cứ vui. Bây giờ hiện tại là theo quan điểm là 100% bà Loan đã lấy lại được mọi người nhá, bà Loan đã lấy lại được vì tòa án người ta đã sắp xếp lại, người ta bác bỏ hết những cái sang tên sang tiếc từ trước đi để họ sắp xếp lại từ đầu cho gia đình bà Loan. Thế thì đó là những cái thông tin mà như chúng ta đã biết là rất rất vui. Đây là một thông tin mà 99,9% là bà Loan đã lấy lại được. Đó là một thông tin mà chúng ta nên vui mừng. Thì đến hôm nay những thông tin như thế này thì đã coi như là bà Loan đã lấy lại được đất mọi người nhé. Nhưng bởi vì cái này nó còn liên quan tới rất nhiều khía cạnh, cho nên là bên tòa án người ta phải sắp xếp lại, phải từ từ và phải có những cái trao đổi đó mọi người nhé. Mọi người phải nên nhớ là về đất đai thì nó phải có những cái trao đổi, nó phải có những cái chứng cứ thực tế và người ta thẩm định một lần nữa. Bởi vì cái đất này của bà Loan là cái đất mà ông bà làm nên đó, ông bà làm nên. Thế thì bây giờ đến lúc tuổi cao sức yếu rồi thì bà muốn nhượng lại cho cháu để sau này có thể là tuổi già sức yếu thì được các con cháu nó sẽ trông nom rồi cái tuổi già của bà mà. Nhưng mà không ngờ con dâu nó lại lật lọng như vậy. Thì đến bây giờ tòa án người ta đã làm tất cả mọi thứ và đây là một câu chuyện mà cũng rất là cảm ơn tới tất cả các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ đã có được những cái sáng suốt để cho bà con nhân dân xa gần tất cả những người mà đang theo dõi cái câu chuyện của gia đình bà Loan, để mà chúng ta được vui được mừng vì đến bây giờ thì 99,9% rồi, chỉ còn một bước nữa, bước nhỏ nữa thôi mọi người ạ, à, bước nhỏ nữa là quyết định thôi. Chứ còn bây giờ là họ đang sắp xếp lại từ đầu, họ bác bỏ hết tất cả những cái sang tên danh thiếp cho ai, người ta bỏ hết, người ta sắp lại từ đầu mọi người nhá. Thế thì mọi người phải yên tâm là như vậy. Thế còn ngày hôm qua thì bà Lan này, Lịch này, rồi phía bên nhà bà Lan ấy thật sự là ngậm ngùi trong cái đắng đi về chứ cũng không giải quyết được gì, mà tới đây phải có một phiên tòa nữa. Mình sẽ kể sau cái video này mình sẽ cập nhật, nó còn liên quan tới về mặt chính quyền, về mặt pháp lý nó còn liên quan, cái này không cẩn thận nó còn rất là nhiều cái điều nó sẽ ảnh hưởng
tới chính chị Lịch cũng như là bà Lan đó mọi người. Thế thì đó, mọi người yên tâm. Cái thông tin thì hôm nay là như vậy, là 99,9% bà Loan sẽ đã lấy lại được. Đó, không phải là sẽ mà đã lấy lại được. Thế nhưng mà bây giờ người bên pháp lý, bên cơ quan công an rồi bên tòa án, người ta còn phải xét về nhiều thứ đó mọi người nhé. Bởi vì đây nó liên quan tới cái đất đai, tranh cãi, tranh chấp thì nó phải từ từ. Nhưng đã 99,9% đã lấy lại được. Đây là mọi người yên tâm. Cho nên là chỉ còn một số cái thông tin nhỏ nữa thôi, mình sẽ cập nhật sau cho quý vị. Và cảm ơn các quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành cùng với Vượng Vlog để mà biết được những cái thông tin vui, biết được những cái mà mọi người đang chờ đợi. Thì cũng có rất là nhiều người cũng đã khóc rất nhiều về gia đình bà Loan. Thế thì chúng ta cứ vui, chúng ta cứ tóm lại là có thể là còn ăn mừng được vì bà đã lấy lại được đất cho mọi người. Đây là một thông tin mà rất là vui, mình muốn cập nhật đến các quý vị và các bạn khán thính giả trong và ngoài nước để cho mọi người tiện theo dõi cũng như là biết được những thông tin này. Và cũng mong sao quý vị chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta theo dõi những video tiếp theo, nó liên quan tới về mặt con người, nó liên quan tới pháp luật, nó liên quan tới điều khoản, nó còn nhiều thứ lắm mọi người. Với cái tội sang tên cho người nọ người kia không được sự nó gọi là nó mờ đó mọi người, nó gọi là mờ. Thế thì mong mọi người sẽ cố gắng. Còn bà Loan thì là đã lấy lại được nha mọi người, như vậy là 99,9% lấy lại được rồi. Thế thì mọi người yên tâm. Thế còn về mặt phải chịu tội, những cái người mà gây ra cái vụ này thì phải chịu tội trước pháp luật thôi. Mọi người cứ ngóng đợi nha, hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo.